Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem video. Hôm nay mình xin giới thiệu một tình huống mà tất cả các bạn băn khoăn là các bạn chinh phục. Đây là dùng cái ngoắc, ngoắc sắt. Quy trình để bắt một con em đà điểu là phải ngoắc. Đây là mình nó làm vậy này. Đà điểu này nó chỉ tấn công về phía trước thôi, còn về phía ngang hông và phía đằng sau nó không tấn công được. Hợp gõ cho ông ra, gõ ông ra. Thử nước lôi. Đây là quá trình sau khi đã khuất phục được thì các bạn nên nhớ là vặt lông khô và không dùng nước sôi nhé. Các bạn vặt như hai bác này đây. Đấy. Đấy, các bạn vặt khô và các bạn sẽ giữ lại cái bộ da, da thân, da người của nó và bộ da chân. Bộ da chân thì cũng khá là quý bởi vì nó sẽ làm giày, làm ví. Đấy. Các bạn nhìn bác trai đi ủng đang khía cái bộ da chân. Các bạn có thể liên hệ cho bên mình để tư vấn thêm về một số những cái kỹ thuật. Như sao thì cái chim cu gây ra bể nước ngoài xu của bầm vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội. Xin kính chào quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ầm sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu. Quý vị có thể gọi cho bên mình là số điện thoại là 033 5305 982 để quý vị các bạn có thể tư vấn về kỹ thuật và đặt mua con giống cũng như là chữa bệnh, hay là các bạn có nhu cầu bán thương phẩm. Địa chỉ của bên mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình thì tên là Vũ Văn Thao. Các bạn có thể liên hệ cho mình hai số điện thoại là 0989 177 982 và 033 5305 982 các bạn nhé. Đây là quá trình chúng ta sẽ lọc cái bộ da thân người của chúng. Cái giống này thì người làm đúng hợp cạo nhanh nhất thì bao nhiêu phút của con? Người nhanh thì 40-45 phút, còn người chậm thì tiếng, tiếng. Các bạn thấy là cắt cái cánh của nó, và số điện thoại trên màn hình thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi vào những cái giờ hành chính. Trong một cái cánh nó phụ thuộc theo là đồ, đồ sắc nhọn làm nhanh. Hiện bây giờ đó ra thì lâu nhất cái da thủy chân này như vậy, nó mỏng. Da nào cũng mỏng nhưng mà nói chung là cái chỗ này nó lâu. Đấy quá, đấy quá. Khớp kiểu. Đấy, giả lột luôn. Cứa luôn, rời rời khuỷu luôn. Cho rời khuỷu luôn. À,
có khuỷu gần đấy. Hay ghê. Bác ở thôn nào trong đấy? Ở trong Đa Cuống này. Đa Cuống này. Gần chỗ nhà trường Vũ đấy. 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 Bên trong trường Vũ. Vũ Sơn Điếc. Vũ Sơn Điếc á? Vũ gỗ đây. Vũ gỗ. Gần chỗ nhà là Ngọc Thủy đấy. Bên trong đấy. Bên trong đấy. Bọn này như cắt xong hai cái đuôi gần như là gần như hết thịt luôn. Gần như hết. Này trong tí mình để lột hết ra chân. Ừ. Đã làm thì làm hết. Nhận thì làm hết. Toàn vệ để làm cũng đã thích chuyện rồi. Lần sau thích đúng không? Đấy, dạ. Lột luôn. Bùi vận Thái Bình Dương nhé. Bùi vận một cái. Đang cắt cái đùi gửi bạn Thái Bình Dương nhé. Cắt cái đùi gửi bạn Thái Bình Dương nhé. Cái này tầm tạ tư lượng rưỡi chứ mấy. Ôi, thằng là ngủ đó phải đi. Giờ còn 20 con mà đi ngày là tiền gối đâu luôn. Làm gì mà gối. Bay vạp mà gối. Không phải mua giường luôn. Trên cây cu gãy. Nói chung là kiếm đủ tiền ăn chơi như vậy. Chứ làm nhiều quá thì tiền để xong về chữa lưng chứ làm gì đâu. Đúng. Anh có biết không? Anh kiếm này mai lại đéo biết ăn cái gì đây này. Trông cái kiếm bây giờ này như này nhưng mai đéo biết ăn cái gì. Bỏ này thì tí nữa xuống ấy, làm 50 lá thế là xong. Mấy biết đếm lá không? Lá gì anh? Ôi giời, kém nhỉ? Đếm lá? Đó. Ôi giời. Thế mày còn hỏi lá gì? Ra nhá, ra đây nhá. Ra đây. Ừ. Không ra, có lỗ nào luôn nhá. Ra người. Ra người. Da này không thể ăn thì chúng tôi được bẩn. Vì da này là quần áo. Da này bán bộ da riêng. Da này nó dính muối mặn lắm. Đéo ăn được. Thế nó mới ủ anh. Cái gì mê á? Không, cái da ấy. Ướp. Nó ướp xong rồi mới lại bán này. Ướp xong rồi ướp là bảo quản này. Không, mình chưa thấy trên thị trường bán nhiều đồ về da này được. Nhiều gặp. Mua mấy thích hàng gì? Gặp anh. Anh bán à? À gặp anh Thao đây này. Đồ chuyên gia đà điểu. Mày thích con giống hay mày thích trứng hay mày thích da? Da chân hay da người? Gì? Anh từ chim nhỏ đến chim to anh cái gì anh chơi hết. Thế thì biết là mình giá trị. Nói đi anh ơi. Vãi con không được con nữa rồi. Chạy cho ông Thắng Thủy con kia cái. Còn con nữa nếu mà xong con kia em xuống kịp thì xuống. Thật em cố nốt con này cho anh. Thì em lỡ nhận hôm qua rồi. Biết đâu nhiều hay không. Thật luôn. Em lên em phóng con kia thật nhanh không em xuống em cố gắng cho. Vâng em ra con này nốt đây. Anh Kiên nhé. Giám đốc lên ô tô rồi. Giám đốc lên ô tô bọc vét đi chơi rồi. Đây cầm cái dây nhỏ này đỡ ra tay. Đấy, ra lốt cái đùi này nữa đi. Bánh. Đây là quy trình ra cái đùi nha các bác nhá. Đấy. Bọc vét cái là lên ô tô tạm cao. Đấy, khủyểu đấy. Bọn nó nhiều con nó bị chạy nhảy ở lội chỗ đấy đấy nhỉ. Ra đùi nha các bác nha, công đoạn khó nhất của lúc mổ con đà điểu đấy.
như kiểu một con chim cu gáy có đấy không? Có. Chi tiết đấy, hay rồi. Dóc luôn. Không còn thịt nhá. Đúng rồi. Cua dao ghê quá. Đấy, hai cái đùi cho ra bán luôn. Bán luôn, nóng quá rồi, vừa thổi vừa bán. Bấy nhiêu con chắc thì giờ đến chiều là hết phải không giám đốc? Con này như bỏ xong cái đùi gần như là hết thịt. Hết thịt. Thì tập trung tất vào hai cái đùi. Mổ nhiều ông biết hết cái cấu tạo của từng chỗ rồi. Đi như là vẽ trên tờ giấy. Lại phải quay lại. Không. Ừ. Tôi đã bảo rồi. Là... cái đấy là cái gì hợp? Cái này là ba chỉ anh ơi. Ba chỉ à? Vâng, ba chỉ dốc luôn nhá, hết sạch luôn nhá. Ba chỉ. Nó bảo ông rồi chứ không phải không nữa. Con đi bây giờ anh kia này nhé. Gọi. Được hai anh em làm rồi phép buổi cho nó thì làm. Úi giời ơi, con làm nó sao được? Đây đi từ 1 giờ sáng rồi. Bác ngoài Thanh Vị à? Không, em trong. Trong Vân Hòa. Em ra đây nó chưa mổ nhiều thì chưa mổ cả anh Toàn hiển ở bên này. À bên này à? Vâng. Mổ suốt đây. Cạ này là cạ trong vợ hài nó chuyên mổ cho Toàn Hiển đấy à? Vâng. Bây giờ chuyên mổ cho Hiền ăn cả 5 lương nhà Hiền không? Chưa ạ. Hiền Dũng Hiền à? Đang mổ cho nhà ăn lương chọn gói luôn. Ăn lương chọn gói rồi. Tiền bao tiền tháng à bà? Cả năm rồi. Đây. Không tháng nhưng mà nghĩa là cũng có miếng thịt chứ không phải tháng. À, vẫn tính con đấy gì? Thế đâu cho nhà cũng tự do đấy bà. Tháng nhưng cũng tiện mà đấy trên biển. Chạy cho nó được cái kia thì nó được đủ. Không nói được đây cả. Gan, lòng, mỡ này. Phổi. Đây là phổi. Ok. Hồi nay dành cho thêm các cái trang trại chó nhá. À. Chuyên để cho cá sấu cho chó ăn. Cá sấu. Con duy nhất thôi á. Vâng. Thế còn ai làm mà làm? Ô, con chuyên à. Quay à? Chia sẻ cho các bác xem cái đùi đà điểu rất là ác chiến. Đùi này gân quân khuỷu phổi nhá, đây phổi nhá, đây phổi phổi nhá phổi. Anh chỉ con dao, đây là dao nhá. Kịp chút. Lột da chi tiết, hình ảnh chi tiết không ở đâu có trên kênh Chim Cu Gái Hay. Quảng cáo cả chim cu nữa. Quý vị và các bạn đang xem quy trình mổ một chú đà điểu khổng lồ. Chạy vô thôi, siêu to khổng lồ của ông Kiên với đâu. Chim khổng lồ. Ném ra cái tam giác đi. Tiết gần như bỏ các bác nhé. Tiết bỏ. Đây là chân. Đây chân thì cháu lên luôn rồi đây chú ơi. Chân. Lên luôn. Rồi. Chân. Ừ. Đầu bỏ. Anh chân. Ngày chúng mình lấy một con này. Khoảng 20 con ngày không? Chả đến. Mỗi con là 20 con thì nhiều quá. 20 con thì ăn để đâu rồi? Nếu mà chỉ mổ ấy, khả năng nó chỉ đứng một chỗ.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước, lời ru của bầm.